Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn thực hiện một project bắt đầu từ hình ảnh model bên SketchUp và chuyển sang Revit và thực hiện là về cảnh quan với lại môi trường ở bên đó. Thì đây mình cũng đã chuẩn bị sẵn một project, nó cũng đầy đủ mặt bằng, các hình ảnh thực tế mình đối chiếu đó, mình mô phỏng vào cho nó tương đối. Nói chung là mình cái này mình cũng không tiêu chí là không phải là sao chép hoàn toàn, tức là mình chỉ dựa trên một phần nào đó thôi. Thì ở đây nó có kích thước sẵn rồi đấy, thì mình cứ thế mình lấy vào, dựa theo tỷ lệ này là coi như là nó sẽ lấy được kích thước ở đây. Không phải hoàn toàn đâu nhưng mà nó cũng tương đối là được. Bây giờ mình mở cái chút này, thì mình cái bản chút mình là sử dụng là 2020. Thế đây mình đã mở trước rồi, tại cái của mình cái cũng hơi nhiều thông tin cho nên nó mở hơi động hơi lâu, mình mở trước. Bây giờ các bạn đưa hình vào, mình cứ cầm hình mình kéo vào thôi, cứ cầm hình mình kéo thẳng vào trong đây là nó sẽ tự động, nó sẽ import vào. Thì bây giờ mình scale, thì ở đây nó có kích thước của nó. Thì bây giờ mình lấy theo kích thước ở đây, như là kích thước đây nó là từ đây đến đây 8 feet, thì bắt đầu mình đổi ra thì nó sẽ ra là 24, nó đi được khoảng 24 là vừa. Bây giờ mình đo trên này, ví dụ các bạn sử dụng quy tắc của nó là T, nó sẽ ra cái thước này. Cái thước kéo lên này, nó sẽ ra cái số đó, đó là 24 rồi đấy. Cái thước này là khá ok đấy. Nếu các bạn không thấy cái thanh này ở trên cái ấy của mình ấy, thì mình vào đây tuần 3 đó, thì các bạn kéo xuống đây, các bạn tìm cho mình cái la tool set, đây nó đó. Thì cái bộ công cụ này thì nó không là vẽ hình cơ bản cho SketchUp, gần như nó cũng nhiều lắm, chứ còn mình xài plugin một số thứ mình vẽ nó khó thì xài plugin nó tiện hơn để đỡ mất công. Thì đây nó có một số lệnh pen này mình vẽ, đây là xóa, mình vẽ xong rồi mình vẽ chữ nhật đi, xóa, bấm E xóa, hoặc là cái Google này. Cái chút này thì nó lại quản lý không có phải là theo mặt, khi mình xóa đi thì nó sẽ xóa từ cạnh một này, chứ không xóa toàn bộ được. Có cái này thì mình vẽ, có thể là vẽ theo những cái mình cần thích, củi kiếp mình kia bu lên thì nó sẽ ra rất là dễ. Bây giờ mình vẽ thì cái thước này nó là khá ok rồi, thì bây giờ mình vẽ. Còn nếu không, thí dụ như là mình bỏ một cái hình khác vào, có thể nó là nhỏ hơn, ví dụ như cái này đi, bây giờ nó là 1767 đó. Thì các bạn nếu mà muốn để scale cho nó hết ra thì các bạn lấy 2.4 chia cho 1767, sẽ là 1.35 356 đi. Thì các bạn bấm scale thì trên đây nó có lệnh scale nào cho đây nè, cái hình này. Còn không thì bấm S nó sẽ ra, cũng là scale. Thì mình sẽ bấm vào cái tỷ lệ này 1 3 5 1 3 6
bấm S, sau đó bấm chọn cái này này, thì nhớ vào trong cái khung này, khi bạn bấm là cái số nó sẽ hiện ở dưới đây, 1.3, 1.36 enter. Mình đo lại xem cái kích thước này có đúng không, thì đó, nó là tương đối rồi đó, không cần chính xác lắm. Trong bản vẽ ví dụ như là AutoCAD hoặc là này kia mình có thể vẽ chính xác, mình áp trừng rất là được. Trước tiên thì mình nhìn trên đây, nhìn trên bản vẽ ở đây thì cái nó có một số thứ nó nhìn nó có vẻ nó không biết tường hay là cái này kia, thì mình xem cho mặt bằng mặt đứng xung quanh đây thì nó phần đây là mình cửa nè, cửa nó làm tụt vào trong nữa, coi như là nó làm cửa là làm xung quanh luôn, kính xung quanh nhà luôn, nó chỉ có một phần nhỏ đằng sau này. Đấy, cái nhà bên kia cũng vậy. Này nó làm như thế là để tối nó kéo lại, nhiều khi nó đỡ muỗi và côn trùng bay vào, mưa gió. Rồi mình đi dùm vẽ. Thì các bạn à, cái mặt ngoài của nó, ngoài của nó là nó làm bằng gỗ, mới làm gỗ nè, thì mình cứ vẽ đi thành công trước đi, bấm lên bấm cái này tức tan hoặc là R đó, mình sẽ kéo hết, kéo cho hết cái phần đen này, sau đó mình rút lại, mình chọn hết, nhấp đôi vào cái này này, sẽ hiện màu xanh không quen này, giữ shift nó sẽ là cộng này, cộng hoặc trừ, shift nhấn đôi một lần nữa thì nó ra thêm, còn nếu không thì nó sẽ trừ đi. Giờ mình group lại, có mấy group này, còn mình thì mình xài của nó là cái viết tắt rồi, mình group như vậy nó nhanh hơn, thì khi vẽ xài group viết tắt nó nhanh hơn là cứ đi là ngồi chọt chọt trong đây thì nó rất là lâu. Nếu các bạn muốn viết tắt thì vào đây reference này, và tìm cho mình cái scoop, tìm cho mình group, có thể tìm trên bất kỳ chỗ này. Bây giờ nó ra group, có edit group này, back group này, đó mình nhớ là G, cho bạn bấm cộng vào đây, cái này mình đã có rồi nên mình không cần nữa. Đó, một số cái lệnh như lệnh 2 nè, đó, in 2 nè, thì bạn tìm tắt thì chọn tìm tắt làm sao để cho bạn phù hợp với lại cái sở thích của bạn thôi, biết làm sao để sau này bạn vẽ nhanh hơn là được. Thì đây xung quanh đây là nó làm kính này, ở đây là phần tường này, hay là mình vẽ cái phần tường này đi, nó cứ vẽ thôi, tương đối chúng chả cần phải chính xác hoàn toàn đâu. Thế cái này mình nếu như bạn vẽ kỹ thuật này kia thì mới cần đòi hỏi chính xác cái này. Đó, sau đó mình xóa đi những cái mờ đi. Biết làm sao đến khi mà bạn chọn vào nhau cái này này, thì nó sẽ hiện ra cái đường chấm chấm là tức là phần đó nó bôi hết, tức là nó liền. Một số chỗ ví dụ như là nó cắt ra như thế này. Đó, ví dụ như cắt như này, bạn bun đây, bạn bun đây cho nên chỉ được cái này thôi. Còn một phút hết thì coi như là phải để cho nó bôi xanh toàn bộ, bôi đen toàn bộ. Các bạn này ví dụ như nó thiếu này, bạn cứ bấm M, đó bắt đầu đi theo cái đường màu xanh như này nè, là nó sẽ đi theo chục tọa độ, mình sẽ nên căn theo tọa độ sau này để nó vẽ theo cái đường thẳng, nó thẳng chứ nó không lệch. Thì ví dụ như lệch như này thì sau này mình có muốn di chuyển hoặc đẩy hoặc cắt khối thì rất là khó. Thì có một cái mẹo, các bạn muốn đi theo cái trục y nó màu xanh này, trục x này màu xanh này, thì các bạn có cái nút
bên dưới cái nút Home End ấy, thì nó có nút mũi tên đi sang trái, thì các bạn bấm nút trái thì nó sẽ ra cái này, sẽ giống theo cái trục trục X, còn hoặc là theo Y thì là cái mũi tên ngược lại. Còn nút lên lên là nó sẽ đi theo cái trục Z đó. Bây giờ mình xài cho nó sang cái trục X, mình xóa cái này đi, bây giờ mình bùn nó lên, mình cứ vẽ full hết tường đi, sau này ví dụ nghe đây có cửa thì mình cắt xong. Rồi mình vẽ bên này, nhớ bắt điểm cẩn thận, chút này nhiều khi nó bắt điểm cũng không chính xác thôi, thì mình cứ phải nhớ kỹ cái vẽ lệch này, sau này nhiều khi sửa lại rất là khó, mới vẽ đi thì rất là nhanh nhưng mà sửa lại rất là khó. Còn ví dụ như cái này mình cần nó vẽ tường khoảng 200 đi, còn như các bạn muốn tường 200 đều mà nó không lệch chỗ dày chỗ mỏng như này á, thì các bạn là cứ đọc cái này vẽ một đường ngang ở đây, bấm L là cái lệnh line, hoặc là nó làm như này, xóa này đi, nhập đôi vào cái này, trừ lại cái khoảng giữa, nếu như bạn không trừ cái này đi, xóa đi này, thế này cũng được. Rồi sau đó bạn bấm F, F là bắt đầu nó có cái đường dấu này, nó có cái nút đỏ đi theo này, cái vùng viền bên ngoài, tức là nó sẽ dựa theo cái đường viền bên ngoài này, thì mình đưa vào cho nó là 200, như vậy sẽ ra tường 200 meter. Nhớ vào cái measurement này nhé, nằm bên này nhé, bỏ nó đi, giờ bù nó lên. Thì giờ mình xem thấy cái chiều cao của cái ngôi nhà nó khoảng bao nhiêu, thì xem trên đây nó có không. Trên đây không có, thì một là bạn án tỷ lệ, hoặc thì đa phần nó cũng án tỷ lệ thôi. Để trên này nó không có ấy thì mình án tỷ lệ, ví dụ như mình nhắm theo cái tỷ lệ con người đi, ví dụ như nãy có một cái bà mà đứng ở đây đây đó, giờ theo tỷ lệ con người nó là 1m7, thì bây giờ ở đây đứng một nửa thì mình cứ nhân lên 3m rưỡi đụng trần, 3m rưỡi phun trần, cái này chắc nó thấp hơn 3m rưỡi, 3m3 mình vẽ 3m rưỡi, đưa lên nó 3m rưỡi, 3500 tờ này cũng thế. Thế ví dụ như các bạn không cần phải cứ bấm nhiều lần đâu, mình cứ giống thẳng cái này này là nó sẽ kéo lên bằng thôi, không? Chứ mình không có cần phải bấm đi bấm lại bao nhiêu lần, ví dụ mình buôn cả trăm cái lên mà cứ bấm như thế thì chắc mỏi hết tay. Rồi bây giờ mình vẽ thêm cái la bên ngoài, mình xem cái la bên ngoài như thế nào. Làm cái này mình cho khoảng 200 đi, 200 với lại cái chiều rộng của cái bàn gỗ thông thường của nó là 20, 17 hay là 20 vậy thì mình lấy 20 cho nó tròn số. Bên trong này, bên ngoài này cứ thế. Bây giờ cái mấy cái hồi nãy mình vẽ bọc ba bên ngoài á, mình ấn 2 đây đi, ấn 2 đây cũng có cái ấn 2 này, đây này, sau 2 đền, ví dụ như cái này mình 2 đi, 2 nó, bây giờ chưa nó không hiện đúng không, thì bấm lên này, sau, đó, bắt đầu mình thấy mờ mờ giống như cái nét đứt ấy. Bấm phải mà bấm N2 là N2 thì mình xài phím tắt nó sẽ nhanh hơn, xài phím tắt nó N2 một cái đỡ mất công, thì mình cứ đi bật nó lên nó rất là lâu. Bây giờ mình tắt đi, rồi mình vẽ cái dàn lam bên ngoài. Bây giờ là lam bên ngoài thì đây
nó trong cái khung hết rồi. Thì bây giờ mình sử dụng cái này nè, chọn một cạnh đó, xong bắt đầu là cho đi theo cái trục đấy, mình bấm mũi tên, tên làm sao để cho nó đi vào trong cái đường giống của cái trục này, chọn cho nó 20, nó sẽ ra cái này. Cái phần còn lại thì mình bỏ đi, xóa đi, kệ. Nhớ là khi bôi đen hết cái này, nếu các bạn xóa nó sẽ lệch, nó sẽ bị cắt cái chỗ này, nó sẽ cắt cái phần còn lại. Thì tốt nhất là khi mình xóa, mình trừ cái cạnh chỗ này đi, để làm sao cho cái khung chữ nhật này nó phải liền bốn cái cạnh nó mới đủ. Mình xóa đi là nó sẽ không ảnh hưởng. Rồi mình đưa nó lên là 3,5. Sau đó các bạn rút nó lại, một là rút nó lại, hai là bấm vào component. Thì cái component này nó có cái hay của nó, khi mình tạo cho nó cái component thì mình đặt đây, đặt tên cho nó là lam đi, làm gỗ ngoài trời đi. Thì khi mà mình copy hàng loạt, ví dụ như đây copy nhận cho 50 đi, thì khi mình muốn sửa một cái thì tất cả các cái kia là nó sẽ sửa một lần theo mình, không có phải là mình đi sửa từng cái một nữa. Đó là cái hay của nó đó, nó nằm ở chỗ đó. Rồi bây giờ mình copy nó ra, để mình xem cái tỷ lệ trong đây nó copy khoảng cách của cái mỗi cái lam này nó là bao nhiêu. Thì đây cái khoảng hở nó cũng tương đương với là một tấm gỗ này, khoảng 20 thì mình lấy 20 đi. Như vậy là đây mình sẽ làm cách khoảng 40 này đó. Và bây giờ nếu mà muốn copy hết một loạt trong cái đường này á, thì các bạn nhân thêm, ví dụ nhân cho 50 đi, thì nó sẽ nhân thẳng nó kia 50 cái. Nếu chưa đủ thì nhân thêm, còn hoặc là sẽ có một cái không nhân thì mình chia, ví dụ mình kéo thẳng ở đây đi, mình chia cho 100 cái là nó cũng ra vậy. Những kích thước đây thì các bạn nếu như một kích thước ở đây trong đây nó chuẩn đó, thì các bạn nên đo trước rồi chia nó ra sau, chia nó ra. Chỉ nhiều khi mình cứ vẽ xong rồi cuối cùng là kích thước nó lại không ấy, không chuẩn. À, bên kia thì cũng thế, xóa thằng này đi. Đó, mình copy nó sang, mình chọn hết, sau đó bấm M, chỉ chọn vào trong một cái góc nào đó để sau này nó mình lấy cái điểm căn cho nó dễ, mình bấm Ctrl. À, còn di chuyển thì bằng di chuyển thôi chút xíu, quên mình nãy mình chưa có nói vấn đề này. Rồi nó mình sẽ giống vào đây, cái căn cái điểm nào nó sẽ bắt vào cái điểm này, mình sẽ giống nó đó, ví dụ cho đây này. Nếu mình nhìn, nếu như các bạn mình nhìn thấy nó dày đặc như này á, thì bấm vào view, nó cũng vừa giảm cái độ loát của cái cả màn hình, nó sẽ đỡ nặng hơn. Giống như cái phần mềm này khoảng một cái công trình khoảng chừng mấy chục hecta với cả ngàn poly, mà bật nó lên là máy nó đứng. Thế này hãy tắt nó đi. Rồi bây giờ bên dưới đây nó có một cái phần trống này, thì bây giờ các bạn bấm vào view này, face style, và bấm phần x-ray thì nó sẽ hiện lên cái phần bên dưới. Cái này mờ quá nhỉ, nó sẽ hiện lên cái phần bên dưới. Thế rồi mình sẽ xóa nó đi, xóa những cái phần nào mà cần thiết, không cần thiết. À, khi mà các bạn vào trong group thì có lúc thì nó để đây, nó tắt hết toàn bộ những cái bên ngoài. Ví dụ như mình cần sửa trần hoặc sửa cột kèo trong nhà, nhưng mà nếu nó bu xung quanh mà nó kín mít hết rồi thì mình sẽ ẩn nó đi. Như vậy như thế này mình sẽ sửa nó dễ hơn. Thì có một cách thì mình xài phím tắt. Thì nếu các bạn không biết phím tắt, không có đặt phím tắt thì nó nằm ở đây.
view command edit và hai set of model đó, thế là nó sẽ tắt hiện này kia. Còn cái thằng bên dưới của cái thằng kia, ví dụ như thằng này đi, bây giờ mình chọn hết vào cái thằng này, tất cả các component ví dụ như gặp chỗ này nó bí quá thì vẽ không có được à. Mà mình chọn ngay cái thằng này, bây giờ nó bí che hết các mặt thì vẽ không được. Thì bây giờ cũng lại view mà mình chọn cái thằng bên dưới thì nó sẽ chọn thằng này. Và hãy nhớ cẩn thận cái này nhé, nhiều khi các bạn sửa mà các bạn không để ý tới thằng này, xóa cái là đến khi share lại một cái là nó mất hết. Rồi xong rồi, thì các bạn đưa về nó lại cái mặc định, bỏ cái trai này đi. Rồi bây giờ mình vẽ cái phần máy, cứ bấm lệnh R ra rectangle hoặc R ra đây, ký lại chỗ đó, xem lại hình để đối chiếu. Đó, cái này nó full nóc này, bên trên nó có một phần bọc này, thì mình sẽ bọc nó lại. Còn dưới là cái phần tường, phần tường như đây nó có một cái cột để nó đỡ cái phần tường này chứ không đỡ được. Mình xem hết rồi này. Có đây, nó có cái cột này, thì cũng phải có cái cột ở đây. Rồi thì bây giờ mình vẽ cái này, cái thằng kia thì nó không làm full ở đấy. Thôi kệ, mình bây giờ kéo xuống đây đã, bấm P kéo dưới thì cho nó là khoảng 300 cái chân này. Khi các bạn vẽ thì các bạn nên loop lại nhé, chứ đừng có để cho nó đến khi mà nó vẽ nó làm lùi nồi một cục xe này, mình sửa rất là mệt. Đấy, mình kéo nó xuống 300. Cái phần này bây giờ nó nổi lên đúng không, cũng lại chọn vào trong group để tiếp, kéo nó xuống cho nó bằng. Đấy, có cái phần này bây giờ nó thừa ra ngoài này, thằng cái này cũng thế. Rồi mình kiểm tra lại cái hình, cái phần gỗ trên này nó bọc, đây là nó chỉ bọc bên ngoài thôi, nó chỉ bọc cái phần bên ngoài thôi, chứ còn thực ra này bên trong cái tường, cái phần cột nó vẫn phải giữ. Đây, mình sẽ lại cho nó vào tiếp. Hồi nãy vẽ kia của nó chiều dài của nó 200. À quên, cái này hồi nãy mình chưa có đưa, chưa thấy kích thước của nó. Chọn lại 200 yếu quá nhỉ, nhìn nó hơi mỏng manh, phải lấy cái kích thước đi 300 đi, 250 đi. Rồi, ở đây mình sẽ đưa vào cho nó 250. Mình kiểu thế. Rồi, mớ lùm nhùm này thì các bạn xóa đi, vì xóa mình không biết làm chỗ nào xóa thì mình cứ vào đây, edit, bấm delete view này. Đó là nó xóa hết mấy cái đường dấu đi. Rồi, mình copy tiếp mấy cái thằng này ra. À, có cái lệnh xoay thì nó nằm ở đây, nó rotate ấy. Mình bấm hoặc là bấm Q, mình chọn vào cái góc quay, ví dụ cái góc này mình cần nó quay theo cái góc đó. Nếu mà muốn chọn cái góc này thì nó sẽ quay theo góc đó, và cái màu xanh thì nó tượng trưng, vẫn tượng trưng như cái trục X, nó xoay theo cái trục X. Còn màu
màu xanh xanh lục thì nó là chữ trục Y, giờ mình chọn theo trục Y. Thì cái trục YZ làm gì cho nó nhìn cho nó khó nhìn đấy, như này á, thì tức là nó sẽ quay theo cái những theo hướng đó. À, nhớ cái phím mũi tên lên, như thế là mình đưa giống sau này mình sẽ dễ giống hơn. Rồi, à lâu lâu bạn phải xéo lại nhé, lâu lâu nó lại giờ trứng nó bun ra nè, búp ra một cái nó là coi như là mình cung cấp vẽ lại từ đầu. Rồi mình đặt cho nó, đặt tên cho nó là tutorial. Đó, đây nè, file sao là nó ra các bạn đấy. Rồi, cái thằng này nằm ở bên kia, cái đống lam đấy nằm bên kia. Đâu, kiểm tra lại đây này. Rồi, trên đây nó không có thể hiện. À đây, nó có thể hiện cái phần lam bên trong này. Cái bên này nó không có. Đây thì giống cho cái này, mình sẽ copy ra này, 1, 2, 3, 4. Đó, copy quên, copy theo rotate thì nó cũng theo xoay thì nó cũng giống như thằng kia, cái chữ control là tự động nó copy ra ngoài thôi. Các bạn muốn nhân lên thì nó cũng nhân lên mình như bình thường, chẳng có gì cả. Thì tất cả mấy cái này á, thì nếu như mình scale nó ra, ví dụ như mình cô nó dài như này, bạn scale tỷ lệ lại có thể ngắn hơn hoặc dài hơn. Thì sau này mà mấy cái map texture này và các bạn áp vào đây thì nó sẽ giãn hoặc co ra, nhìn nó nhìn nó sẽ không có đúng scale thật. Ví dụ bây giờ mình làm cái này đi, sử dụng cái này đi. Thì bây giờ đây tỷ lệ của cái thằng này nó như này, vuông như này nhá. Còn nếu các bạn sẽ scale nó ra, scale 4 mét này, để xem, thì tức là nó sẽ không cái của nó, cái texture của nó sẽ bị giãn, vậy sẽ không hợp lý. Hiện tại trên này thì nó đang cắt ra nhiều đoạn này, 1, 2, 3, 4 đoạn này. Mình chọn hết cái này, nhấp phải vào make uniquare, tức là cái nguyên cái cục này nó sẽ tạo ra một cái biến riêng chứ không trùng biến chung với thằng này nữa. Thì khi mình sửa là mình chỉ sửa mấy thằng này thôi, nó mấy thằng kia nó không ảnh hưởng nữa. Bây giờ các bạn muốn chia cái này nó là 4 ấy. Thì bây giờ các bạn cứ lấy cái đường giống này trước, lấy đường giống này đi. Đây, và copy cái thằng này sang bên kia, xong mình chia cho 4. Đấy, như vậy là mình có được 4 phần bằng nhau, nó rất là đơn giản. Thì một là các bạn bấm P, bút nó lại, kéo qua đây, hoặc là mình quét. Thì có một số, ví dụ như là cái này nó hình vuông, cái này ít, một số như hình tròn hoặc những cái hình khác, cái hình đa giác khác mà nó khó hơn đó. Mình quét như thế là nó dễ hơn. Nhưng khi mình quét mình mu kiểu này này thì hãy cẩn thận chứ không nhiều khi nó đi lệch, mình đi một đi theo trục như thế là nó dễ căn hơn, sau này nó không bị lệch. Rồi các bạn sẽ thấy copy đây, nhân cho 3. Thế là nhân 3 ra này. Thì mình nha, lấy một cái vật liệu đây, vật liệu của nó đơn giá trong này đi,
trên đây đó, các bạn tìm cái Matri này, hoặc là các bạn bấm B, B nó sẽ làm cái sô đổ này đó. Cái này nó ra sô đổ, hoặc còn nhấp vào đây này, hoặc là B. Cái sô đổ này là cái sô đổ màu á, ví dụ mình bấm vào đây này, qua đây nó sẽ đổ màu lại. Bây giờ ví dụ như cái này nó đã có rồi đúng không, cứ chọn hết đi, bấm vào đây sẽ chọn vào gỗ. Gỗ thì mình có thể mình sử dụng sẵn ở đây, còn không thì mình chọn ở đây tạo ra một cái gỗ khác, hoặc là bấm vào edit này. Nhưng mà đừng, không khuyến cáo là mình sử dụng sửa trực tiếp bên này nhé, thì nhiều có nhiều cái thì khi mình sửa đi sửa, mình sửa xong rồi mình sau mình chọn lại cái chỗ đó, nó sẽ không biết là nó đã áp cái phần gỗ nó ở đâu rồi, nó rất là khó tìm. Thì mình cứ tạo ra cái mới đi. Ôi trời, đặt tên cho nó. Rồi mình bấm vào đây, bấm vào đây nha. Thế là ra cái phần texture. Bây giờ các bạn ví dụ nó chưa, nếu như chưa có texture thì các bạn lên web kiếm, các bạn kiếm tiếng Anh đi cho nó dễ kiếm, push texture nó ra cả đống, tạo nhiều. Rồi mình sẽ dựa vào trong đây, nó có một số màu á, mình tìm màu ở đây cho nó tương ứng với thằng trong đó là được. Có image này. À, mình sẽ sử dụng cái này đi. Này nó sẽ không được đẹp. Đấy, cái này đi. Xem nó lại. Có để top đi. Rồi mình lấy cái gỗ đó. Ở đây cái kích thước, ví dụ như là kích thước bạn xoay ra, xoay tới xoay lui, mà ví dụ như là nó kích thước mà nó không có phù hợp với lại giãn quá, hoặc là giãn ngang và giãn dọc gì đấy, thì mình sẽ sửa lại trong này. Nó kích thước này ví dụ nhỏ quá thì bấm to lên, còn không thì như cái này ví dụ mình, nó có cái tỷ lệ, cái này là cái phần mà nó lốc nó khóa lại từ trên dưới, nó có tỷ lệ theo đúng cái hình của nó này. Trên số mình bấm bao nhiêu thì bên dưới nó nhảy bên nhiêu. Còn muốn sửa bên kia thì bấm vào này, mở khóa ra thì bạn sửa bên trên, dưới khỏi sửa. Đấy. Và cái phần gỗ, vân gỗ này bây giờ nó đang nằm đứng, nó không hợp lý này. Bây giờ mình chọn, nhớ là chọn một mặt thôi nhé. Nhớ là chọn một mặt thôi. Đừng có chọn hết. Chuột phải, bấm tích chua này, position này. Rồi nhấp chuột phải vào nữa, xoay ngang 90 độ. Đấy. Thế là nó có. Rồi bây giờ phần trên này bạn muốn làm nhanh đúng không? Để nó ấn mấy cái kia đi. Bạn muốn sửa hết một lần luôn, chứ không nhất không muốn sửa là lát chắc nữa, thì bấm B. Xong giữ ấn, giữ Alt. Hút vào cái điểm này, tức là mình lấy vào cái vật liệu vừa rồi đấy. Đó. Xong rồi giữ shift bên dưới của cái dưới cái chậu á, dưới cái xô màu á, thì nó có một ba cái chấm đấy, bấm phát thế là nó sẽ theo được tất cả của cái texture, cái hướng của texture này. Đấy. Rồi cái này cũng thế. Đây là chiều ngang, sửa lại theo chiều dọc, giữ Atalab, rồi giữ Shift, chọn một cái thì là đi hết. Được, tất cả nó sửa hết một lượt rồi. Và đây những texture nó đang trùng nhau kẽ, từ tí nó mình sửa sao, sang lưng gym sửa, không nhất thiết mình sửa cái này đâu. Tại bên kia nó có phần gọi là cuộc, texture
tour chạy theo world chứ không phải là theo kiểu local như này. Rồi, có xong đây. Như vậy là mình sẽ có được cái phần bao bên ngoài. Edit, edit rồi. Đấy. Là mình đã được có một cái nhà đây. Bây giờ mình sẽ vẽ cái sàn. Các bạn là group hết lại nha. Cứ vẽ từ đầu mình cứ group hết lại. Group từng phần một, ví dụ như trần, group tường, group cột, group. Nhớ phải group hết. Chứ sau này và đến khi bạn, các bạn sửa lại, tìm nó mà sửa, ấn đi sửa là mất nhiều công lắm. Đây, chọn bên trên đi. Sẽ đưa xuống cho nó dễ. Đó, chọn cái vừa rồi, group vào lại, xong rồi đưa xuống dưới. Sẽ đưa thằng này xuống 300 đi. Rồi, kiểm tra lại với cái trước đây. Bây giờ cái chiều dài của nó là lên 100, cái sàn của nó lên 100 đấy. Còn bên dưới cái khung sàn của nó này, có cái dầm chạy ngang qua đây này. Thì cái bàn sàn bê tông đây thì nó cách lên 100 là cách cái sàn này. Chẳng lẽ để khỏi rắn tết này kia, côn trùng nó bò vào nhà đấy. Đấy, thì bây giờ mình sẽ vẽ, sẽ nâng nó lên. Mình sẽ đưa nó lên 200. Đây, còn cái phần dầm bên đây, mình vẽ phần dầm cho nó. Cứ vẽ cho này, giống ngang qua nó đi, không sao cả. Rồi bắt đầu mình bút sau. Bút sau. Đấy, giống như thế rất là đơn giản, chứ không có khó. Xung quanh nó sẽ có phần dầm. Xung quanh cái nhà. Dầm thì nên nhớ dầm là liền nhé. Các bạn là các bạn đừng đừng vẽ nó gãy gãy khúc, nhìn buồn cười lắm. Đấy. Rồi mình vẽ bên ngoài. Đây, nó có cái tấm bê tông bên ngoài này. Bên dưới vẫn có cái dầm chạy xung quanh này. Cái tấm gỗ trước mặt đây, trước thềm của nó có cái tấm gỗ như này, mình ghé gỗ nhanh như này, mình offset mà 200, cứ 200 mà tính cho nó dễ. Rồi mình sẽ kéo nó vào 200. Rồi trên các cái gỗ, đầu gỗ này nó bọc này. Ở đây ngay giữa đây nó có một cái cột này. Đấy. Đấy. Rồi vẽ vào.
cái này phải tỉ mỉ. Phần này mình cho 10 tới. Đấy, cứ vẽ xong cái phần nào là mình phải lốp lại hết chứ không có để lốp lại toàn bộ. Đây, nó bọc hết toàn bộ cái đầu của mấy cái lam. Vẽ xong rút lại hết. Sau đó như vậy sau này mình rất là dễ quản lý, không khó quản lý. Mình cần sửa chỗ nào thì mình chỉ cần mở nó ra mình quản lý thôi. Mình không có công phải đi tìm nữa. Cái chỗ này, cái thằng này nó nằm mỗi cái một nơi, đi quản lý tìm kiếm rất là khó. Rồi, xong rồi các bạn rút hết nó lại. Từ một thằng rút lớn. Có nhiều người lười cứ bảo là sao rồi rút hết cái này lại rút cái kia. Không như thế, quản lý rất là dễ. Rồi, mình lấy cái cột. Ấn cái thằng này đi. Các bạn muốn bỏ rút thì bấm Explore nhé. Nó sẽ bỏ group nó đi, sẽ bỏ những cái mà cần. Ấn đi. Rút lại. Các bạn rút tốt rồi sau này thì có vô những cái phức tạp thế này khi mình cần xóa rất là dễ, không có khó.